công. Và bây giờ thì chương trình sẽ cho quý khán giả xem một chút về một cái pep rally, là một cái sự kiện mà các em ASV tổ chức. Cũng như khi mình xem qua cái pep rally, mình sẽ theo dõi chung với một em học sinh trong ASV và cái vai trò của em trong nhóm ASV. Chào quý khán giả của đài CBN. Thì hôm nay Mai Khanh đang ở trường Trung học Westminster chung với một em học sinh mà có một vai trò rất quan trọng ở trường học ở đây của mình. Thì go ahead Mindy, if em có thể tự giới thiệu một chút, cũng như là cho quý khán giả biết cái
tên của em là tên gì cũng như là em đang trong lớp học nào. Ok. Tên em là Mindy Hoàng và em bây giờ học lớp 12 trong trường Westminster High School. Nice. All right. So Mindy thì Mindy có thể cho quý khán giả biết là em tạm thời bây giờ là đang trong cái chương trình ASB là kêu bằng là Associate Student Body, thì em có thể nói cho quý khán giả hiểu biết thêm về cái chương trình này. Okay, so you can say in English too. So go ahead. So ASB is the student government of the school, and what we do is we try to bring in school culture along with academics and athletics, and we bring it all together so high schoolers can have a chance to find themselves in high school and have fun and learn and succeed in high school. ASB là một cái chương trình ở trường trung học của mình ở đây, và chính là một cái chương trình mà một nhóm em học sinh họp chung với nhau để mình có thể có những cái sự kiện, right? A lot of different types of events để cho học sinh, tất cả học sinh ở trường học của mình có thể tham dự cũng như là hiểu biết thêm về cái văn hóa của cái trường học của mình, like the school culture, right? So what are some events that we as ASB do hold for our students here? So a couple events that ASB puts on is homecoming, we do prom, we do rallies, we do dances. We also have Passport to Success, we help out a little bit, and we touch bases with all the events that happen here at Westminster High School to help out. Okay. Thì nhà trường mình cũng có rất nhiều sự kiện ở đây. Thì trước tiên em Mindy mới nói là mình có những cái nó kêu là dances at our school, là những cái ngày đêm nhảy múa đầm kiểu đó, thì cái đó là cho các em học sinh ở đây. Thì mình có giống như là homecoming là thường là tháng 10, right? October we have homecoming, cũng như là một cái dance lớn là cái prom, right? Cái đó là cuối năm cho tất cả em học sinh lớp 9, là cho mấy em lớp 12, nhưng có thể có em lớp 11, lớp 10, lớp 9 cũng có thể tham dự được, right? Yeah. So là cái pep rally giống như là em Mindy mới nói, thì cái đó là cô Mai Khanh và thầy Khang có quay để cho quý khán giả xem một chút luôn. Could you tell us a little bit more about the pep rally? What's a pep rally and why do we have pep rallies here? So pep rallies, our school is fortunate enough to have it in our schedule so everyone is able to participate. So it's a day where you don't miss all your classes, you just miss one day, which is during the fourth period. And you go in and you sit down and you basically, you watch our school culture, you watch how we grew in the last few months. So we look at our athletes of that semester or that quarter, and we look at their achievements, we look at student achievements, we look at clubs, we look at performances, and it comes all together with a theme. And it's really fun for us ASB to put it on and for student bodies to enjoy as well. So we have three pep rallies. We have one in homecoming, which is in October, and we have another one coming up January 31st, and then our last one is in April. So So a pep rally is a lot harder than some people may think. It takes me about 2.5 months to prepare. It takes me a month to kind of finalize everything and then send out that task list to other ASB members for them to complete a month later, and then we have the rally right at the end. So currently I'm actually finishing up the preparations for the rally this week and then sending out the task list next week. So then we have about a month in January to finish the rally to put on for our students. Oh, and I forgot to mention too, what is your role in ASB? So my role in ASB is Minister of Rallies. So I plan and execute the rallies. Okay. Mm-hmm. So cái vai trò của em trong ASB là em là người chính để kế hoạch cho những cái pep rallies của nhà trường của mình. Và như em Mindy mới nói là cái này là không phải là một ngày là mình có kế hoạch tất cả nên mình có cái pep rally. Cái này là vài tháng mình phải kế hoạch chung với nhau, chung với nhóm của mình để mình có thể có một cái successful pep rally. Amaya lost the ball. That was so good. Go, 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 go.
go back, go down, 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 go down, go down, go down. That's all good. Yeah, maybe nicer. But anyways. To join ASB my freshman year because no freshmen were allowed to, so we had to apply during our freshman year because in middle school I was in ASB there at Warner Middle School, and I decided I wanted to give it a try in high school and see if it's the same, if it's different, it's something that I like or I didn't like, because high school is where you want to find yourself and where you want to kind of belong into like a group or something, so I wanted to see if ASB was the best fit for me. It's beneficial to me because I learned a lot of real life skills. For example, I learned financials, I learned how to cash in a check, I learned how how the market really works, and then I learned how to plan events and execute events. I learned time management skills because it was a little difficult for me to learn, but through ASB that kind of helped me manage my time a little bit better, planning events and doing my academics, and it trained me for me, I have a 0 through 7th, so I have a lot of academics, a lot of grades to kind of manage. But if I don't have, you know, fun football games or dances or something that I can look forward to in school, some of us may feel like we need to slack off a little bit because there's really no purpose. But by having these events, our students can have that kind of relaxer, that breather, that, okay, for one night I can enjoy this event and then go back to my grades. Em Mandy là những cái sự kiện mà chương trình ASB bỏ ra cho các em học sinh ở đây, thì cái đó là giúp các em sao ở đây. Thì em Mandy nói là cái này là một cái cách cho tất cả em học sinh ở trường của mình có thể là thường những cái sự kiện mà ASB bỏ ra là những cái sự kiện vui cho các em. Thì cho các em nào mà cảm thấy là mình buồn hay là mình không có biết là nếu mình có thích cái thể thao này hoặc là cái câu lạc bộ này, thì ASB cho các em đó một cái cơ hội để mình có thể là học hỏi thêm về những cái chương trình đó. Giống như là khi mình có football games, right, thì có em nào mà muốn vào chương trình chơi football thì mình có thể coi những cái đội football trước, and then sau đó mình có thể tính ra là mình muốn vào trong cái đội đó hay sao. Thì cái này là giống như Mai Khanh mới nói là những cái sự kiện này là nó là vui cho các em. Thì khi nào trong ngày các em là again, mấy em có từ tiết không, giống như mình thì có từ tiết không đến tới tiết 7, là mình có rất nhiều, mình bỏ ra rất nhiều thời gian để mình coi về cái học hành của mình, nhưng những cái sự kiện này là một cái cách để mình có thể relax cho các em, và mình không có cảm thấy là mình hồi hộp về cái học hành của mình. Alright, so thank you so much Mandy, and I know this is our second time interviewing Mandy. Thì Mai Khanh biết là em Mandy là trong đoàn trống Thiên Ân luôn. Nhưng sau cái này là lần thứ hai mà Mai Khanh đã nói chuyện với em Mandy, thì Mai Khanh cũng hy vọng là mình sẽ nói chuyện với Mandy more and more after this episode too. Alright, thank you so much, Mandy. Hôm kỳ.